Có vẻ combat này cứ để cả hội ngồi trong đấy chơi thôi. Hai cái phép kiểm soát chồng chéo lên nhau, các bạn gã suốt, sau rồi nhận đam. Mình tồi quá. Chịu. Come sisters, soothe me. Wow, trông kiểu mắt con bé phát sáng trong đêm, xong rồi kiểu đứng ghê vãi, tưởng là nó thành shadow rồi. Music box. Chào tạm biệt Komira và Locke. Thiện có một cái Discord tên là Funky Dungeon Master, mọi người có thể tham gia để cùng chơi game nhập vai, D&D cũng như là Baldur's Gate 3, link ở bên dưới. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Nuni, Bu, Honey Johnny, Pika, Ricky, Sang và Tử. Trong các tập vừa rồi, chúng ta đã đến với vùng đất Shadow Curse, vùng đất bị nguyền rủa bởi bóng đêm. Chúng ta tìm đến được điểm sáng duy nhất của vùng đất này, Last Light In, và bảo vệ nó khỏi sự đánh chiếm của bọn Absolute. Giờ đây, chúng ta đã được bless bởi phép thuật của thần mặt trăng cùng với đèn Moon Lantern để bước vào trong màn đêm độc địa đó, tìm đường đến Moonrise Tower, cứu những bạn Tiefling còn sót lại. Hao Sin cũng muốn nói chuyện với một anh chàng Flaming Fist bất tỉnh để tìm cách hóa giải cái Shadow Curse này. Hao Sin. It's true then. He's met Thaniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Thaniel. Vậy ông có ý tưởng gì If không? He was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Okay, tôi sẽ xem tôi có thể I làm gì. I don't deserve you, my friend. Lift the Shadow Curse. House of Healing, okay. Đấy là một địa điểm mình cần đến. Từ. Cellar. Hy vọng không có gì nguy hiểm. The Lunar Guide Us, bạn ta là mặt trăng. Sha sẽ đem những cái buồn bực của bạn đi. Cẩn thận, màn đêm của bà ta rất tối. Bà sẽ giấu nỗi đau của bạn đi, cả những bí mật, cả những niềm vui nữa. Sylvanus là thần của Druid, những cái thứ tự nhiên. Vậy có gì đó là sau này. Smoke powder. This. Revivify, giấy hồi sinh. Ok. Đùa à? Không sao, chúng ta đang dùng hết vận rủi ở đây. Copium. Keeping pace. A few moments later. A trap. This arm. Mở. Nhẫn gì đây? Deal spell damage while illuminated by a light source. Radiating orb trừ 1 vào attack roll. Spell damage. Ok, thế thì cứ ném cho Will thôi. Whoa, what's this? Mean luck. Có vẻ chúng ta đang đi dần ra chỗ Shadow Curse. Chuẩn bị một tẹo, treo lên trên nào. Is it too much to ask for these blasted torches to stay lit? Có vẻ là đèn bình thường không sáng được, mà đèn cái Moon Lantern này thì sáng được. Xem có đèn phép có sáng được không.
Và đèn phép cũng bị tắt ngúm luôn. Yeah, it seems so. Chui lại xuống. Okay. Thế thì có cách nào để đi ra đây không? Trốn. Chúng ta có thể mò lên trên này. Fear Aura. Khá lắc chắc nhảy được đúng không? Ok. Ok. Ok, tao đây rồi. Shadow teleport. Mean locks. Damnable things. Their sight works best in darkness. Stay with light if you can. Kalak có thể tự lo được con này. Will có cách nào để tiến đến đây không? Hoặc là dùng luôn cái vũ khí này mà đánh nó. Chúng ta sẽ cần một chút ánh sáng. Úi à, nhiều máu phết nhỉ. Thế là phải suy nghĩ lại về chiến thuật của mình. Không clip được hai đứa. Đứng hơi xa. Thế thôi đánh kiểu này. Critical. Oh my. Oh my. Reckless. Chứ đủ chết à? Thế thì kêu làm gì? Có vẻ là Haste không phải là một lựa chọn tốt lắm. Mình nên cho một phép kiểm soát vào đây. Tại vì bọn này teleport được nên những phép về địa hình không tốt bằng. Yep. Wisdom save của bọn nó không cao. Ta sẽ dùng Hypnotic Pattern ở đây. Tất cả bọn đó hypnotize. Tuyệt vời. Gale cần giữ concentration. Shadow Hurt. Hiện tại chúng ta đang lo từng con một. Và bọn này bị hypnotize. Nên là chúng ta không cần đến Spirit Guardian. Bless vào Will. Bless vào Kalak. Và bless vào Gale để giữ phép. Very cool. Boom. Bú bình vậy. Kalak. Con nào không hypnotize. Con này. Boom baby. Xin chào. Bạn có thời gian để nói về bảo hiểm xe ô tô? Reckless. Vẫn trượt. Lại phát nữa. Ok. Cần giữ cái hypnotize này nên là sẽ đứng trên. Cầm cái khiên vào. Shadow Hurt. Có thể bước dần xuống đi. Nhớ có việc cần. Ôi giả, Shadow Teleport. À, mình cũng chả dùng làm gì nữa. Shadow Hurt nên mang cái ánh sáng để nó không teleport như thế. Combat này nếu mình chơi cẩn thận thì chẳng cần phải dùng phép. Chẳng cần phải tốn slot. Oh, mình có cái gì mà deal spell damage thì nó sáng. À, ok. Ok. Đồ mới, yes. Đánh nó là nó sáng. Ủa, sao nó hết rồi? Ô, mình cứ tưởng hypnotize được 10 turn. Có 2 turn thôi à? Shit, ok. Cái này khác ở trong D&D nhá. Cái này là trong D&D là 10 turn, 1 phút. Thôi được rồi. Thế thì mình sẽ phải xử lý theo cách khác vậy. Nhưng mỗi lần nhìn cái này mình lại buồn cười. Fay, bọn này là Fay đúng không? Fay. Thế thì cho cá lắc cái này. Reckless. Phạt nữa. Ra đây đánh con này. Ok, nếu mà Hypnotic Pattern không dùng được thì bây giờ đến lúc để bật Spirit Guardian rồi. Ta không cần Bless. Ta có thể làm trò này. Cần gì Bless đúng không? Đến đấy. Rồi vào Spirit Guardian đi bạn. Cái ánh đèn của La Thunder không đủ để nó không teleport được đấy nè. No time to waste. Có muốn làm ánh sáng của đời anh không?
bạn nào cũng phát sáng hết. Boom. Reckless. Kêu không cần làm gì ở đây cả, hoặc là cái Thunder Wave ở đó cũng được. Chơi hẳn slot level 2 sửa. Paralyzed. Very cool. Reckless. Okay. Xuống nào. Rồi. Đáng ra nên dùng phép. Quả đấy là tiết kiệm hơi quá. Không dùng spell slot thì mình đã phải trả giá bằng mất nhiều máu hơn dự kiến. Well, chúng ta đã bảo vệ Last Light In khỏi việc bọn này có thể đến. Silver Chalice. Silver Chalice. Entrance key. Lunite Shrine. Hidden away. Even Saluna's faithful are driven to the darkness in such a place. Saluna resistance. Mason's Guild. Oh, okay. It's for a good cause. Cái nào gần nhất? Mason Guild. Mason Guild là chỗ để hiểu thêm về Saluna resistance. Chỗ này. What's this now? It won't go out. Chắc là phép magic lamp hay gì đấy. Continual flame. Chu so disturbing sounds echo through the shadow. Must evade light barrier for protection against lurking monster. Vậy là cả bọn Absolute cũng gặp vấn đề với cái màn đêm tối tăm này. Cũng hiểu là tên này bị chết bởi cái gì. Phần chỗ này khá sáng nên là cái gì đó đã đến đây giết bảo mộ ta. Đây có phải cái Mason Guild chưa? Wow, đâu? Mizzel. Bọn này nhiều máu, nhiều dex. Và tất cả các thứ khác kém, giáp cũng kém. Xử lý bọn nó nhanh thôi. Bọn này không muốn nói chuyện gì cả. Phải chỉ đợi mình đến để đánh thôi. Armor class thấp. Thì cách tốt để xử lý bọn này là để Karlak đi chém bọn nó. Gale sẽ haste cho Karlak. Và để Karlak go ham đi chém bọn này 4 tên. Never only 4 of you. You'll need more than that. Bless vào Karlak rồi để Karlak go ham. Bắt đầu bằng không đẩy được à? Gale đang tập trung vào haste. Đánh cắt trip thôi. Trời, làm cái rage lên, lao vào giữa đội hình đó. Cả lũ đến gần càng tốt, đánh cliff luôn. Reckless. Sacred Flame. Reverberation là bị sao ấy nhỉ? Trừ một từ Strength, Dex và Con Save. Shadow Teleport. Ủa? Nó teleport cả mình ra à? Ok, that's cool. Nhưng rồi sao? Nè, trời hết. Bây giờ mình chỉ cần bắn nốt con này thôi. Chết luôn đi. Rồi chúng ta xử lý đến bọn tiếp theo. Tiếp cận con này. Có gì đó ở bên trong cái Moon Lantern. Ta xem sao. Reckless. Kéo tao lại chói này. Ê,
Ây da, teleport mệt nhỉ. À, Kalak xử lý nốt nào. Có thể đây là bọn đã giết cái tên Chuso đằng kia. Mở khóa nào. Mở khóa. Rồi mở khóa. Rồi Mason Guild. Oh, có đường đi này. Wow. Ok. Nói sớm lên. Bao nhiêu lính canh ở tường phía nam. Nào, cái nào khóa nào. Ring này, xoay lại. Lockpick thành công. Có một ammo class khi mà không có ánh sáng. Vấn đề là ở đây tất cả đều có ánh sáng. Đây chúng ta cần ánh sáng. Không thì chúng ta ngõm. Ông to save à? Mason Guild ngay đây. Mason là kiểu làm đồ đá. Hello? Hả? Ai đây? Corilla? Tread carefully. You are still necessary. And is that sulfur? Hả? Hả? Corilla? Gail có biết gì về cái kiểu phép thuật này không? Có người đang theo dõi mình. That might be worth a look. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes, and creatures. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Vậy đây là cả một cái thành phố, hoặc ít nhất là một cái thị trấn nhỏ, khang trang phết. Và cả cái khu vực này bị cái Shadow Curse nó bao trùm lấy. Vừa đang vừa đi vừa giữ nút O xem có gì hiện lên không. Infernal Iron. Ok. Không biết là có cần nữa không. Tại vì Diamond không rút được nữa. Nhưng mà cứ lấy đi. Xuống hầm. Có gì dưới này không? Có gì dưới hầm được giấu ở đấy không? Keyhole. Ui da. Đây rồi. Đóng. Mở. Chúc mừng vì đã tìm ra được nơi này. Nhưng mà chuyến đi của bọn người kết thúc rồi. Ok. Vậy thì đến lúc cẩn thận rồi. À, khi mà ngồi xuống đèn khó nhìn nhỉ. Vậy là có người vào trước. Ồ, vẫn còn. Vẫn chưa ra ngoài. Ai đấy? Ai đang nhìn đấy? Rafe. I see. Rafe. Bảy undead. Cần vũ khí magic để đánh nó. Astarion đổi vũ khí nào? Tất cả mọi người đều có vũ khí ma thuật đúng không? Ok. Shadow, Rift, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Chết luôn. Ok, mỗi phát một đứa chết. Well, bắn cái, hai cái cho chắc luôn. Vial Oblivion. Aura gì đây? Nearby light source gas get extinguished when the rift is nearby. Nghĩa là cả cái vũ khí của mình cũng không sáng được à? Không vấn đề gì. Reckless. Vẫn miss. Đi ra ngoài vùng ánh sáng không thấy được nữa. Ok.
Bong cái chơi. Được rồi. Chưa chịu xuất đầu lộ diện. Đây rồi. Defender of the people. Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Months from now, a face will take shape. Là những cái người đã biến thành những con này. A distant memory of a man stretching his back with a groan. Another day of hauling masonry blocks done. Before the shadows, there was once a house full of warmth and children's laughter in this one's life. No more. Những cái bóng ma đấy đều từng bị biến đổi bởi bóng tối ở đây. Có vẻ cái gia đình Tom từng theo Selonite, xong rồi có vẻ lý do gì đấy mà Catherick chuyển sang Sha. Melodia chắc là vợ ông ấy rồi, con ông ấy chết. Cái kẻ mang chính nghĩa đen tối đang ngày một mạnh hơn. Hoàn thành Selonite Resistance. Ông ấy muốn đánh lại với Sha, mặc dù là tôi có mất mạng. A happy faded memory comes to you. A woman walking along a beach, holding hands with her husband to be. Tự nhiên người có chills nổi da gà. You can almost taste the sour ale that once clung to this soul's breath. He was insensible when the shadows came for him. Người này người kia, họ đều không đáng phải nhận cái số phận đó. He sensed this one hid for days as the sounds of battle got closer and closer to town. He didn't even care who won so long as it ended. Chắc cái dương này có trap. Oh, great success. Akenakuiti. Helmet of Akenakuiti. One turn of radiating orb. Affect the entity to move to attack roll and remain permanent in turn. It also shed bright light. Akenakuiti là gì? Khi mà dùng vũ khí tấn công thì mình lại có cộng 1 vào spell tấn công. Đã không synergy lắm nhỉ? Vũ này khá là niche. Oh, lấy đèn ra thôi. Có vẻ mỗi lần bị Shadow Curse là nó sẽ vào turn base để cho mình có thời gian hành động. Arabella? Arabella? Wow! Hey! I know you! You're... Trong một giây mình tưởng là con... Wow there. Sao cháu có mấy cái năng lượng này? Hey, that's Arabella. Kid from the Druid's Grove. That snake woman nearly did her in. Looks like she's learned a thing or two. Cháu kiểu mắt con bé phát sáng trong đêm xong rồi kiểu đừng... Ghê vãi. Tưởng là đó thành shadow rồi ấy. Cháu phải ở với bố mẹ cháu chứ. That's who I'm looking for. Mom and Pops, I mean. When Zevlor... When he... Well... There was an ambush. Mom yelled run. So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Đương nhiên rồi. Chú là anh hùng nhân dân mà. Giúp đỡ những người không thể tự bảo vệ bản thân.
là nhiệm vụ của chú. Chẳng có tiền đâu. Ok, chú sẽ tìm cho. Thanks, mister. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find mom and pops. I won't be any trouble, I swear it. Về với Alphira đi. No way. Ủa, tại sao? I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one besides myself no more. Save three. Mum, Pops, and you. Take me in. I won't make a peep. Cross my heart and hope to die. Ủa, tại sao cháu lại không tin Alphira hay là những người khác? Ok, thế thì đến trại của chú. Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero man. Nó gọi là folk hero cháu ơi. Anh hùng nhân dân. Không phải là... Thực ra hero man cũng là người anh hùng. Nghe nó hơi thộn. Giết bọn này nhỉ. Có thể đây từng là những người, nhưng mà giờ họ trong dạng nửa sống nửa chết. Hãy gửi họ về với cõi sau. Sharp as ever. Chúng ta vẫn chưa xem trong cái đèn có gì. Quên nhỉ. Astarion cứ one shot bọn này chết luôn ạ. You sense a swell of grief. Before the shadows took her, this woman mourned someone lost in battle. Tại sao mình cứ nghe mấy cái này nhỉ? Cứ làm tự nhiên đặng chịu cả lòng ra. Thôi, story mà. Flush of pride. She will soon be a grandmother, and the child will bear her name, Mildred. Ủa? Lo liên quan đến nhau à? Hình như cái Mildred là cái ông ở trong cái Mason Guild. Mình cứ tự làm khổ mình này. Nhưng mà thực ra lo rất hay mà. Chơi game nhập vai là để đau khổ. What the hell? Ủa? Ủa vậy là có đầu không vậy? Hả? Kiểu lúc có đầu lúc không ấy. The hell is that? Bruh. Okay. Whoa. Nhiều bóng hơn nữa. Jesus. Ew. Tại sao mình phải là người hùng? Tại sao? Where are the recycling bombs? Đây là còn một cái nhẫn nữa đúng không? Astarion có vẻ khu vực này ông sẽ rất thích. Sẽ có rất nhiều khóa các kiểu thể loại. Mở nào. Chúng ta lại làm montage mở khóa. Ok. Nè. Fan dev không hiểu để dùng để làm gì luôn. Tại vì trong D&D thì mình còn hiểu là phép đấy có giá trị roleplay. Nhưng mà trong này dùng lúc nào? À, resistant to all damage. Nhưng mà làm thế để làm gì? Đây là phép level 3 ấy. Chả dùng để làm gì cả. Lớp phép level 3 thay đổi được rất nhiều thứ. Kiểu fireball này, rồi haste này, resistant to cold. Cái này là kiểu cho mong rồi. Kiểu riêng đồ của mong thì không ai khác mặc được ấy. Mà đồ của người khác thì mong lại không mặc được. Riêng mong rất là dị. Kalak có thể mặc không nhỉ? Nếu mà Kalak mặc thì AC giảm còn 15. Không đáng lắm. Khi nào mà Constitution của Kalak lên cao thì có thể. Biết là Arabella Perrin ở đâu? Kìa. Oh my god. Raphael again? Ok, ông cứ đứng đấy nhá. Ông cứ đứng đấy thôi. Không, tôi không đến. Kệ ông. Bye. Tại sao tôi phải nói chuyện với Raphael nhỉ? Bye. Poisoner's Glove. Poison Dam. Khá là có một cái vũ khí Poison. Cruel Sting. Thế cũng chả tốt lắm. Thế thì thà cầm cái Great Axe cộng 1 hơn nhiều chứ. Thậm chí là kiếm này còn hơn. À, đúng là cái đèn. Xem cho cái đèn gì. The lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. You notice a tiny pixie trapped within. Oh
please! Oh, golly, me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Ngươi là nguồn của cái đèn này hả? My pixie dust is bright as day. My injuries can light the way. I know the feeling. We've got to set her free. Yeah. Dù cái đèn này là nguồn sáng của chúng ta trong vùng này, tôi nghĩ như thế này không phải. Phải có cách khác đúng không? Kiểu nếu mà một sinh vật ở trong cái đèn để thắp sáng chúng ta mà nó luôn luôn bị đau đớn và bị bỏ tù đấy thì chúng ta sẽ tìm được cách khác chứ đúng không? À, có thể tìm được cách khác hoặc không, nhưng mà đối với Will thì đây không phải là chuyện ổn. Bỏ tù một cái thứ để cho lợi ích của riêng mình là không có lý do nào để justify nó cả. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Cô không bị kẹt nữa, nhưng mà nếu cô có thể giúp tôi qua cái Shadow Curse này thì tôi cũng rất cảm ơn. Sure I can, but will I? Yeah, sure. Okay. Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the Shadow Curse. What more could a dingus want? You're welcome. Okay. He's a peculiar little thing. Astarion lại ghét mình hơn nữa rồi. Ok. Khéo Astarion xong bỏ mình luôn đấy chứ. Fling your Feywild bell. Dùng xem. Been blessed already, haven't you? Move on with your life. What? Pixie blessing. Move on with your life. Và thế là bây giờ mình không cần đèn cũng không vấn đề gì đúng không? Ah, jeez. Ok. Pixie blessing. Selune blessing, Dark One's blessing. Rồi bây giờ mình có thể cầm vũ khí rồi thay vì cầm cái kia suốt ngày. Cầm cái đèn suốt ngày. Xin chào. Sister Huna. Undead. Kháng đam lửa. Magic resistance, multi attack, wounded, turn resistant. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Sha. See how the patient reacts Tom. When I but stroke the right nerve. Nhà Tom là nhà của Catherine Tom. Comfort, hear the very melody of mercy. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Whoa, từ từ. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Đây là cũng là một người trong nhà Tom. Vậy là hiện tại đang theo Sha và là Undead. Dừng cái trò kinh dị này lại. Sick? Quite, but on the cusp of a cure. Absence. No other word captures the heart of Sha so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain. Whoa! What the fuck is this loon talking about? See? What Jesus. Is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. You are well on your way, but one white orb disfigures you still. Let us finish the cure. Là nó muốn chọc mắt mình, nốt con mắt còn lại của mình ấy hả? Những cái những cái sister chưa sẵn sàng đâu. Advantage, vật lý.
Their incisions are, as yet, still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. cho họ một cái đối tượng tốt hơn để thực hành, như là trên người thầy của họ. Okay. I see now. By example, I must edify and quell the light that blinds us. Okay. Chịu. Come, sisters, soothe me. Okay. Sisters who revered him. Cái gì vậy? Mình có chứng kiến cái gì vậy? Để cuối cùng không cứu được ông này à? Read. Oh, humanoid. Paralyzed target for two turns. Bring me. Tìm được cái loot có tên của Arculus. AC. Từ nhà Healing. Okay. Nice. Mấy cái bà kia cứ đi lòng vòng kìa. Có sữa được không? Great cure. Final. Forever. Wow, ông này thì là khó đánh lắm đấy nhé. Nếu mình phải đánh là dễ ăn này. May là lăn được cái đống kia. Be still, darling. Let Sister Anya comfort you. Sister Patricia. What the hell? Vũ khí gì thế này? Nhiều đam vậy. Từ nếu mà mình đưa cho Astarion. How delicious. Bây giờ có khả năng hand me my syringe 3D8. This won't hurt a bit. Đánh bằng cái này thì sao? Không biết mình có dùng được khả năng đấy không, hay là phải chỉ cái tên kia mới dùng được. Hình như đây từng là một cái bệnh viện nha. Yeah. House of Healing, nhà chữa trị. Oh my god. Đang cho thiện mấy cái heebie-jeebie. Ew. Ghê hết cả người. Hand me my saw. Bloody bone saw. Wow, thế cái đống này là một bộ vũ khí à? Sắp hết các thứ ở chỗ này chưa? Có vẻ đây là những người bác sĩ hồi xưa bị cái bóng đêm Shadow Curse này làm biến đổi, làm corrupted. Sister Litwin. The doctors found Oblivion. Well, no time to mourn. I'll fix this without him. Is that Arabella's father she's tending? Our little idol thief has some terrible luck. Okay. Tại sao đang chữa cho những cái xác chết? Not dead. Merely medicated to ease the pain. Okay, chắc là họ đang ngủ rất là yên bình. Bạn xong rồi, ra xem với ông Master đi. I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Có gì tôi mua? Not much left now, but you're welcome to look. Purple worm. Rẻ thối á. Rẻ thối luôn ạ. Drow poison. Em nên rẻ thế này lại gì không lấy. Yeah, just form. Lấy hết đi. Now, if you'll excuse me, I've got to tend to my patient. Có các nhạc cụ. Đây từng là chỗ các bệnh nhân ở. Nha, lấy một ít nhạc cụ về nhà. Music box.
Chào tạm biệt Komira và Locke. Về trại một tí đã, về trại để nói cho Arabella tình hình bố mẹ của cô bé. Có chuyện đến bây giờ à? Rồi, mình phải đem tin xấu cho cô bé. Hey you, I made it. Easy peasy. You find mum and pops? Vậy dừng đó là biết sự thật. No. No, no, no. I don't believe you. Dù rất tiếc. It isn't true. It isn't. Get away from me. Go. Leave me alone. Cô bé có cần tôi mang xác của bố mẹ cô bé về nhà cho cô không? Để có gì còn chôn cất. Bê cái xác về. Không biết mình mang về cái xác về nó có bug game không. Kiểu về sau nhỡ cô bé lại cần ra kia để kiểm tra xác ấy, sao lại không thấy đâu nữa. Chắc là mình nên về nói chuyện với ông Halcyon. Mình có cái đàn của Arculat, địa điểm của Roland. Thực ra là mình vẫn còn có thể đi được tiếp, cứ đi nốt thì đã nhỉ. Có cái nào đi xuống đây không? Oh! Chúng ta sẽ không đi đường này nhỉ. Tại sao nó không có một cái cảnh báo gì hết cho việc mình nhảy xuống ấy? Hả? À? Ít nhất nó phải có cảnh báo là ủa bạn đang nhảy xuống này, cẩn thận. Jesus man. Wow wow wow. Okay. Shadow Curse Half Orc, Shadow Curse Dwarf, Shadow Curse Human, Shadow, Shadow, Wraith, Damn Cold, Damn Acid, Poison, Necrotic, Necrotic. Những ai chết ở trong bóng tối bị nguyền ở trong đó mãi mãi. Alright, time to see what new horrors waiting for us. Ấn nhầm nút Rest rồi. Mình nghĩ là combat này có thể được xử lý bởi Shadow Hurt. Giết ngay con này đi. Khá lắc. Những kẻ nào đứng gần thì bắn trước nhỉ. Khá là phản cũng được ạ. Đứng dodge thôi. Bladeward. Blazing Retaliation. Đấy, đứng tay. Hết tờ. Bọn này chết bây giờ mà. Có mỗi con này là đáng lo nhất. Chịu. Got to focus. My faith will guide me. Đi đâu đây? Hình như có vẻ là mình đang đi càng ngày càng xa địa điểm này. Quay lại đã. Không đi quá xa những cái chỗ mình chưa cần. Thì câu chuyện diễn ra một cách hợp tình hợp lý. Careful. Shadow Curse Harper, Shadow Curse Harper. Và một đống Shadow. Họ bị nguyền rủa mãi mãi ở lại đây. Chúng ta giết họ để họ về kiếp sau nào. Khu vực này có tên này là khó nhất. Để Astarion đi một mình đi. Ơ kìa. Come on.
tưởng là Astarion có tên chứ, cứ đợi mọi người tí nhỉ. Không, cái này không đủ to. Vấn đề của cái map này nó quá to nên là để bọn nó đến gần đi. Combat Spirit Guardian. Cuối cùng là Will. Bắn tên này cho chết hẳn đi. Bắn tên bắn cung. Bắn nữa chết nào. Nice. Bước qua trong vòng bảo vệ của Shadowheart. Chúng ta cần một người cầm đuốc. Thậm chí chỉ cần Will ra đây chiếu đèn là được rồi. Nam. Chưa nằm. Astarion đánh còn nhiều đam hơn ạ. Đây chỉ một vài nhân vật có cái Morning Lord's Radiance thôi. Có thể giết được. Chưa chết hẳn. Ok, bình tĩnh nào. Các bạn la hết kinh quá. Có vũ khí Blood of Lathander làm tất cả bọn undead bị blind dễ chơi quá. Kiểu nó một cái buff rất to. Còn bọn nào đây không? Vẫn còn Spirit Guardian của Shadowheart thì xử lý nốt nào. Kiểu bây giờ săn bọn đó không sợ nữa. Ok, hết Spirit Guardian rồi, thôi sợ rồi, sợ rồi. ICOSOFISHUKISHAO. Hả? Mã à? Giải mã à? Half Blade. Ồ, cái mình thích cái Half Blade này hơn. Trông nó đỡ màu mè như cái Half Blade của hội Gip Yankee. You feel a rush of outrage. This woman worshipped Sha to the end. So why does the Night Singer's curse not spare her? Phục tùng Sha cũng bị cái curse này biến đổi. You see a man drain his tankard in an inn as he listens to a flaming fist play the lute. He's better than his uniform might suggest. You catch a glimpse of the lute playing Flaming Fist. It's the catatonic man you encountered in Last Light Inn. Art Coulot. An older man turns his head away in shame. His neighbors would not renounce Saluna. Now they hang in the town square. Đọc mấy cái này cũng biết nhiều lore về game phết. Nhiều cái đoạn vừa rồi biết thêm lore về cậu Art Coulot này. Và nếu mình không nhầm thì có một cái amulet cho mình Speak with Dead. Thôi rồi, không có đi thôi. Không cố. Đấy, cũng có spell Speak with Dead nhưng mà tốn slot level 3 nên là sẽ để lúc khác. Có thể Speak with Dead rất nhiều, cái xác này cũng biết được thêm thông tin. Mr. When Me Tormal Veloz Pain O's Rise. Ủa, thế phải viết ra giấy à? Floss out, lady pain, miss when me home. Phải có một cái nữa ở đây đúng không? Wait, what? Hả? Huh? Glitch à? Moonrise Tower, Roland. Yeah, chúng ta phải tìm Roland. Không biết là cậu ấy có ổn không? Ah, waypoint. Biết được Roland ở đâu. I love surprises. Gift. Đầu hàng. Chắc là đây lại liên quan đến cuộc chiến hồi xưa thôi. Surrender declined. Kelban Arosun, cái tên này nghe quen quen, không biết là lo ở đâu. Roland ở đâu? Ủa, kiểu càng đi cái vòng tròn nó càng to hay sao ấy? Something over there.
There for the taking. Dark Justiciar Mask. Intimidation cộng 1. Lol. 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 Ok. Sure. Shadow Vestige. You see an old boot balanced upside down on a cobbler's knee as he taps the final nail into the new sole. It wouldn't be so foolish. Well, đó là Roland. Ok. Tên còn lại đâu? Không biết. Roland bình tĩnh nha. Battle favors the fearless. Forever dauntless. Miriam Via. God damn it all! I can do nothing right! Not a damn thing! Đừng bảo tôi là anh đang tìm Moonrise nhé. So what if I was? Cal and Leah could be there. Instead, I found myself cornered by shadow fiends and in need of rescue. Shadow fiends. From you, of all bloody people. Tôi hiểu nỗi đau của anh. Từng có dằn vặt bản thân quá. Oh, not hard enough. I failed Cal and Leah again. Be on your way. I'll return to Last Light. I know when I'm outmatched. What do you need now? Shadow Hut đứng đằng sau đeo mặt nạ. Chưa bao giờ hỏi Casado có nhiều spawn khác nữa không? Sired seven spawn. Me and my six brothers and sisters. He always insisted we were a family. Even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all. But did take special pleasure in my pain. He said, my screams sounded sweetest. And now that I'm gone, I don't know. I pity the other six. She was a healer, trying to aid the wounded in the battle against the Sharans. But there was some you sensed that this one was once a fisherman, taught by his father. You sense a faded memory of marching in an army against Kethric Thorn. Victory seemed possible then. Color me curious. Đến lúc mở khóa rồi. Chuyện gì đây? What do we have here? Stealth cộng 1. Sure. Làm cũng được kha khá quest rồi đó. Cứu Tiefling đến Moonrise Tower. Đây cũng là một cái ngôi làng hoặc là một cái thành phố kha khá lớn đấy nhỉ. Mình nghĩ là quay lại Last Light In để một tí check in với House Scene, check in với cậu Cannon. Xem cậu về chưa? Roland, yeah. Yes, yes, you saved me from shadow creatures. No need to gloat. Tôi chỉ xem anh có ổn không, anh có vẻ an toàn không thôi mà. I'm fine. It's Cal and Leah who need help. How soon? Tôi tìm thấy một cái đàn. Tôi nghĩ là... Good. It's music might help restore him. Show it to him. Yeah, chơi một ít nào. Tầng. Không làm được bài. Tầng. Daniel, he's still trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century. Your Halsin. Daniel said to find you. You must help him, please. I will, but I need to know where Daniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can
put it into words, the landscape there shifts and changes. Để Hao Xin lo, ông ấy biết nhiều hơn. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Waking the sleeper, Gale inspire. Okay. Ê, đợi tôi tí. Có vẻ là chúng ta chưa được nghỉ hết ngày rồi. Yo, Hao Xin. You're here. Good. Now we can begin. Bắt đầu làm gì cơ? Thaniel is trapped in the Shadowfell. But thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there, alone. Thế cần tôi để làm gì? With the Oak Father's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here. Keep the portal open until I return, and defend it at all costs. Defense of the portal? Thiện trưởng từng chơi Dota rất nhiều. Tôi sẽ đi cùng ông. Ông sẽ đi cùng mình không phải? If there's any interference with the portal, then our one chance is lost forever. And so am I. I'd rather have you by my side. But this is the only way. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Okay. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Okay. Wow. Okay. Tên này đứng xa nhất và tên này là một lần trên long rest. Tại sao không? Dùng thôi. No time to waste. Okay, ba con thôi cũng được. Mình lo được. Spirit Guardian. Hội này bắn cung à? Bắn cái portal ấy hả? Thế thì không ổn rồi. Hội này không cho nhìn. Thế hình như vẫn nhìn được. Bắt đầu cày. Kêu cứ đứng đây đi. Rage lên. Đầu tiên là xử tên này, rồi chạy sang bên kia. Reckless. Úi dồi, vẫn miss à? Jeez. Will có thể giết tên này không? Chưa đủ. Will cần phải xử lý nhiều tên hơn nữa. Chỗ này đi. Shadow Hurt thì bước dịch lại một tẹo. But còn nó vẫn bắn được à? No. Lửa. Reckless. Nếu mà bọn nó bắn cung thì cũng khó có thể làm gì được. Chỉ có thể là giết bọn nó sớm thôi. Hay là bỏ sử cái phép này đi nhỉ, để cho Kalak ra hoành hành chỗ này. Ok, sẽ suy nghĩ thêm. Portal bây giờ có vẻ vẫn ổn.
Đông quá. Có khi mình nên đổi cái phép này sang vị trí mới. Được, đi giết con này đã. Rồi, Shadowheart sẽ bước sang đây lo bọn này. Đổi sang vùng bên này đi. Bạn bay lại vào trong cho tôi. Kha'lak vẫn chưa cần làm gì, bọn nó vẫn chưa chui ra được. Roaring Thunder. Yeah. Có vẻ combat này cứ để cả hội ngồi trong đấy chơi thôi. Hai cái phép kiểm soát chồng chéo lên nhau, các bạn gã suốt, sau rồi nhận đam. Ngao xin. Ông đi mấy tiếng cũng được. Chiêu blow. Thực ra là bọn tôi có thể. Ông cứ yên tâm. Bắn cho các bạn đi chậm nào. Rồi chạy lại bên này. Mày tồi quá. Ô kìa. Sao thằng này đi qua được mà không ăn đam của ấy nhỉ? Spirit Guardian. Các bạn chen nhau đi. Đây, bước lên đây cho nó ăn đam đi. Chết chưa? Rồi, chết rồi. Shadowheart phải đứng đây để làm cái đường bảo vệ cuối khi nếu con thằng nào trèo lên. Đánh phát. Các bạn gần ra rồi à? Đẩy lại vào nào. Opportunity attack. Bạn chạy đâu? In position. Yup. Những đứa nào mà chui ra được khỏi là Kha'lak xử. Có một cái trong Baldur's Gate 3 khác D&D là khi mà kẻ địch ngã xuống là chúng lập tức phải kết thúc turn. Cái đấy mạnh hơn D&D cực kỳ nhiều. It's done. I have him. But something's wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Sao vậy? Cậu ấy còn sống không? No. À, thì cậu đã chết rồi à? Missing. He's hollow. I need to examine him back at the camp. Come see us when you can. Okay. Ê, từ, để tôi tắt Spirit Guardian đã. Ông ơi. Combat vừa rồi.
Yeah. Yeah. Ngồi chơi không làm gì cả. Yeah. Skip turn các bạn tự chết. Yeah. Nãy mình đang định nói ở trong Baldur's Gate 3 khác trong D&D là trong Baldur's Gate 3 bị ngã prone một cái, ngã sấp xuống đất là lập tức kết thúc turn luôn. Bình thường trong D&D ngã xuống là vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể tiếp tục làm hành động. Nên là cái phép Slit Storm vừa đi mấy bước ngã cái, thế là bọn nó mất turn luôn. Phép này mạnh hơn trong D&D cực nhiều. Bình thường thì phép này không gây đam, nhưng mà cộng thêm phép Hunger Fada của Will. Nên disclaimer là chỉ trong trường hợp vừa rồi khi kẻ địch thứ nhất toàn cận chiến phải chạy đến, và thứ hai không có chiến thuật, thì hai phép đấy cực kỳ mạnh. Nhưng trong trường hợp kẻ địch có vũ khí tầm xa, phép tầm xa, hoặc cũng có phép kiểm soát dùng lại trên team bọn mình, thì đấy lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Tùy combat thôi, có combat thì chiến thuật này tốt, có combat thì chiến thuật kia tốt mà. Và với như vậy, chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây. Trong tập này, chúng ta tìm hiểu được rất nhiều lore về Shadow Curse, về cuộc chiến năm xưa giữa những người thờ phụng Sha và những người thờ phụng Selunite. Nói chung là đi ở trong cái Shadow Curse rén vãi lều. Nhưng mà từng bước chúng ta đã đem được nhiều thứ ra ánh sáng hơn, từng bước đến gần hơn với việc xóa bỏ lời nguyền bóng đêm ở khu vực này. Không biết trong cái act này thì Shadow Curse dần dần sẽ suy nghĩ thế nào về những việc Sha làm. Có thực sự là một vị thần mà đáng được cô ấy thờ phụng như vậy hay không? Và chúng ta có anh hùng nhân dân cứu được nhiều người khỏi bọn Absolute nhất có thể không? Hãy cùng chờ đón vào những tập tiếp theo của Thiện Chơi Baldur's Gate 3 Solo, nhập vai và đi theo góc nhìn của Will. Like và comment bên dưới cho mình biết khoảnh khắc nào bạn thích nhất trong tập hôm nay. Đồng thời cũng là tăng tương tác cho video để thánh algorithm YouTube recommend video này đến nhiều bạn hơn, để nhiều bạn biết tới thế nào là nhập vai sâu, thế nào là nhập vai table top. Cảm ơn nha.